Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc hung hăng hơn giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thế giới đã nhìn thấy Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nói, nhắc tới việc Bắc Kinh triển khai quân đội dọc theo đường ranh giới kiểm soát thực sự với Ấn Độ và với việc Trung Quốc hành động không phù hợp với tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper nói Bắc Kinh tìm cách lợi dụng thảm họa của viêm phổi Vũ Hán trong mục đích tuyên truyền. Điều chúng ta chứng kiến liên hệ đến những gì đã xảy ra trong 7 tháng qua, đến một phần từ viêm phổi Vũ Hán. Chúng ta đã thấy Trung Quốc ngày càng hung hăng nỗ lực dùng thảm họa viêm phổi Vũ Hán để tạo lợi thế cho những mục đích tuyên truyền của họ. Và họ thực sự đã ra tay quá đáng và chúng ta thấy họ tiếp tục nỗ lực và sử dụng sức mạnh tại Biển Đông. Ông nói như vậy vào hôm 5 tháng 8 năm 2020. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau tại biên giới Trung ở khu vực thung lũng Kavan. Trả lời một câu hỏi trong cuộc thảo luận tại diễn đàn an ninh Aspen, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Aspen nói Trung Quốc đánh chìm một tàu cá của Việt Nam cách đây vài tháng và họ tiếp tục vặn tay người khác. Họ đã triển khai quân đội dọc đường ranh kiểm soát thực sự tại Ấn Độ và chúng ta thấy họ đang hành động theo một phương cách không phù hợp với những chuẩn mực quốc tế, quy luật hành xử và nhiều đồng minh và đối tác của chúng tôi cũng đang phản ứng, ông nói. Và nhận xét của ông được đưa ra giữa cuộc chạm trán biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại miền đông Ladakh. 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại thung lũng Kavan phía đông Ladakh vào ngày 15 tháng 6. Phía Trung Quốc cũng thiệt hại trong vụ đụng độ nhưng chưa cho biết chi tiết. Con số thiệt hại của Trung Quốc là 35, theo phúc trình tình báo của Mỹ đưa ra. Bộ trưởng Mỹ phụ trách về quốc phòng đã ca ngợi Úc và Anh vì đã loại trừ Huawei ra khỏi hệ thống của hai nước này và ca ngợi Úc về chiến lược quốc phòng mới với cam kết tài trợ dài hạn. Theo ông Esper, con đường tốt nhất đối với sự hung hăng của Trung Quốc là nỗ lực đa phương chống Bắc Kinh. Ông nói, chúng tôi tìm các phương cách mới để thông tin và làm việc này theo cách đa phương. Chúng ta cần tiếp tục xúc tiến, chúng ta cần đa phương hóa những việc này. Có thể không chính thức, đúng không? Nhưng theo kiểu nối kết mọi việc để chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn trong tư cách là một nhóm. Ông nói như vậy. Đó là con đường tốt nhất để đẩy lùi Trung Quốc và thái độ xấu xa của họ tại Thái Bình Dương. Bộ trưởng Esper tiếp tục chia sẻ. Đây là hình ảnh máy bay ném bom chiến lược Chiang H-6G tham gia tập trận trên Biển Đông, ảnh của Xinhua, Trung Quốc. Ông nói thêm đe dọa của Trung Quốc không chỉ tập trung trong khu vực mà trên toàn thế giới nữa. Mặt khác, cạnh tranh của Trung Quốc không giới hạn trong khu vực bộ chỉ huy của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà là cạnh tranh toàn cầu, nên chúng ta thấy họ tại mọi nơi trên thế giới. Do đó, đây là đa phương diện và hiện nay đòi hỏi những quyết định mạnh mẽ và chúng tôi đang có những quyết định mạnh mẽ nhất có thể, ông Esper cũng nói. Và trả lời một câu hỏi khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper nói, ông không xem Trung Quốc vào lúc này như là mối đe dọa không thể tránh được, mà Hoa Kỳ sẽ phải tranh đấu. Nhưng chúng tôi phải cạnh tranh và chúng tôi phải mạnh mẽ hơn ở mọi lĩnh vực, dù đó là ngoại giao, không chính thức, quân sự hay chính trị, ông nói tiếp. Mỹ và ASEAN kêu gọi xử lý tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế ở Biển Đông là một trong các chủ đề được đưa ra trong cuộc đối thoại giữa Mỹ và ASEAN lần thứ 33, với sự tham dự của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách cái vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Driver. Và các nước tham gia đối thoại tái khẳng định sự cần thiết phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, theo luật quốc tế, như được phản ánh trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển và phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016. Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết trong thông cáo ra ngày 5 tháng 8 năm 2020. Bộ này cũng cho biết rằng Hoa Kỳ cũng tái khẳng định cam kết làm việc với ASEAN nhằm đảm bảo một khu vực dựa trên các luật lệ minh bạch và rõ ràng, cũng như nhằm củng cố cấu trúc khu vực đặt trọng tâm vào ASEAN. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đã tham dự đối thoại ASEAN và Mỹ lần thứ 33 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hôm 5 tháng 8 năm 2020. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stever đối thoại với ASEAN ít lâu sau khi nhà ngoại giao này cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt lệnh cấm vận và trừng phạt các quan chức hay doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến các hành động sử dụng vũ lực tại Biển Đông. Ngoài Biển Đông, đôi bên cũng thảo luận về hợp tác giữa Mỹ và ASEAN về y tế, trong đó có khoảng 87 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp để phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở ASEAN.
nhân cuộc đối thoại, Hoa Kỳ cũng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và ASEAN trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và tình hình tại Biển Đông tiếp tục căng thẳng khi nghe tin Bắc Kinh tập trận chiếm đảo, thì Đài Loan điều 200 lính chiến ra phòng thủ. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 5 tháng 8 năm 2020 đưa tin lực lượng phòng vệ Đài Loan vừa điều một đại đội lính thủy quân lục chiến tới quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Nguồn tin này nói rằng các lính thủy quân lục chiến trên đã đến quần đảo Đông Sa cách đây khoảng một tuần và vẫn ở đó trong ngắn hạn thay vì dài hạn. Còn nhà lập pháp Vương Định Vũ, thành viên của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng thủy quân lục chiến đã được triển khai tới hỗ trợ bảo vệ quần đảo Đông Sa và rằng lực lượng phòng vệ Đài Loan hiện sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trong khi đó, trang tin Taiwan News của Đài Loan chỉ rõ mục đích phản ứng với thông tin Trung Quốc được cho là lên kế hoạch tập trận mô phỏng xâm chiếm quần đảo Đông Sa trong tháng 8. Theo tường thuật, Đài Loan đã điều thêm thủy quân lục chiến đến quần đảo này để tăng cường phòng thủ. Và trước đó vào hồi tháng 5, hãng tin Kyodo của Nhật Bản tường thuật quân đội Trung Quốc có kế hoạch tập trận quy mô lớn trên đảo Hải Nam vào tháng 8 năm nay, trong đó gồm nội dung mô phỏng đổ bộ chiếm quần đảo Đông Sa. Kyodo cho biết cuộc tập trận này do chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc tiến hành với quy mô chưa từng có. Tham gia tập trận sẽ có một số lực lượng lớn lính thủy quân lục chiến, tàu đổ bộ, tàu đệm khí và trực thăng. Đây là hình ảnh Tổng thống Thái Văn Anh thị sát một tập trận của Đài Loan sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc. Trích một phần quan trọng trong đoạn video dài 11 phút của tạp chí Hạm Thuyền Tri Thức vào hồi tháng 5, video cho biết sau 24 giờ gây áp lực, lực lượng đổ bộ Trung Quốc sẽ xâm nhập Đài Bắc để hoàn thành cả quá trình giải phóng Đài Loan, thống nhất Tổ quốc. Quần đảo Đông Sa gồm một đảo, hai dạng san hô và hai bãi đá ngầm. Quần đảo này nằm cách thành phố Cao Hùng ở phía nam Đài Loan khoảng 445 km và cách bờ biển Trung Quốc đại lục khoảng 300 km. Và không có cư dân sinh sống thường trực trên quần đảo Đông Sa mà chỉ có một đơn vị cảnh sát biển Đài Loan đồn trú với quy mô tương đương đội thủy quân lục chiến vừa được điều tới để tăng cường phòng thủ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng từ chối bình luận về thông tin quân đội Trung Quốc sắp tổ chức tập trận chiếm đảo. Tuy nhiên, ông Lâm Văn Hoàng, một quan chức cấp cao của cơ quan này hồi tháng 5 cho biết lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên một số đảo, trong đó có quần đảo Đông Sa. Và Trung Quốc trong thời gian qua cũng đã tăng cường các hoạt động quân sự được cho nhằm gây sức ép lên Đài Loan. Vào hồi tháng 5, Hạm Thuyền Tri Thức, một tạp chí quân sự của Trung Quốc còn đăng một video 11 phút phác họa một cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào Đài Loan ngay trong ngày bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan thêm 4 năm. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 5 cũng dẫn lời các chuyên gia cảnh báo các cuộc tập trận và đổ bộ nhằm chiếm đảo đã trở thành chủ đề huấn luyện thường xuyên của quân đội Trung Quốc. Đông Sa, Bành Hồ và Đài Loan đều là các đảo. Nếu những kẻ chủ trương ly khai Đài Loan cứ đòi ly khai, có cuộc tập trận quân sự có thể được biến thành hành động bất kỳ lúc nào. Và diễn biến mới giữa Trung Quốc và Mỹ thì vừa điện đàm, Bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc vừa cảnh báo nhau nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Bangkok, Thái Lan vào hồi tháng 11 năm 2019. Trong cuộc điện đàm vừa diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Mark Esper cảnh báo nhau về rủi ro leo thang ở Biển Đông và Đài Loan. Đây là cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc cấp cao nhất kể từ khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Hawaii vào hồi giữa tháng 6 vừa qua. Ông Esper cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động gây bất ổn của quân đội Trung Quốc ở gần Đài Loan và Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, cũng như chia sẻ nhiều thông tin hơn về viêm phổi Vũ Hán. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonas Hofmann nói với báo giới tại Washington như vậy vào ngày 6 tháng 8 năm 2020. Và có những nghĩa vụ mà chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ theo thỏa thuận với Tổ chức Y tế Thế giới. Vì thế, họ cần cung cấp mẫu để có thể thêm dữ liệu. Ông Hofmann đã nói như vậy. Và điều đó đã không xảy ra và chúng tôi chờ đợi họ tiếp tục cải thiện việc chia sẻ thông tin liên quan, ông nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khẳng định các nguyên tắc và tầm quan trọng của quan hệ quốc tế và quốc phòng ổn định, mang tính xây dựng và hướng tới kết quả giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Hofmann nói tiếp. Và cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút diễn ra khi đang có nhiều quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa hai cường quốc, đặc biệt là trên Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hoạt động quân sự trên khu vực này. Hãng thông tấn của Trung Quốc Xinhua xác nhận Đài Loan và Biển Đông
nằm trong các vấn đề được hai bộ trưởng nói tới, và ông Ngụy cũng cảnh báo ông SP rằng những bước đi nguy hiểm có thể khiến căng thẳng song phương leo thang. Ông cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động và lời nói sai trái, cải thiện việc quản lý và kiểm soát rủi ro trên biển, tránh thực hiện các động thái nguy hiểm có thể leo thang tình hình và bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực. Tân Hoa Xã đã tường thuật như vậy. Ông Ngụy còn nói với ông SP về quan điểm của Bắc Kinh đối với sự kỳ thị Trung Quốc của Washington. Xinhua cũng đưa tin, Trung Quốc nói rằng phía Mỹ đã đề nghị hai bên điện đàm. Tháng trước, ông SP nói rằng ông hy vọng sẽ có một chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay để cải thiện các kênh liên lạc giải quyết khủng hoảng. Nhưng ông Hoffman từ chối cho biết khi nào chuyến thăm này sẽ diễn ra. Và Trung Quốc cũng tuyên bố không định thay thế siêu cường của Mỹ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã vào hôm 5 tháng 8 năm 2020, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đổ lỗi cho Mỹ là bên kéo quan hệ đi xuống. Vị Ngoại trưởng tuyên bố Trung Quốc phản đối bất kỳ nỗ lực nào tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh mới, thay vào đó sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington ở tất cả các cấp để giảm bớt căng thẳng và đặt ra một khuôn khổ rõ ràng trong quan hệ. Và Trung Quốc ngày nay không phải là một Liên Xô cũ. Chúng tôi không có ý định trở thành một nước Mỹ thứ hai. Trung Quốc không xuất khẩu ý thức hệ và không bao giờ can thiệp vào việc nội bộ của quốc gia khác, ông khẳng định. Và trong một động thái hiếm hoi, Tân Hoa Xã đã xuất bản toàn bộ cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh trên trang web của mình. Tờ Nhân dân Nhật Báo cũng đăng trọn bài phỏng vấn với tiêu đề cần thiết lập một khuôn khổ rõ ràng cho quan hệ giữa Trung và Mỹ. Và thông điệp của chúng tôi là khá rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng hành động với thái độ kiêu ngạo và thành kiến và hãy bước vào đối thoại mang tính xây dựng với chúng tôi trên cơ sở bình đẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nói thêm. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể đang tính đến tương lai xa hơn cuộc bầu cử, gửi đi thông điệp tới cả hai giới tinh hoa chính trị ở Washington và phần còn lại của thế giới rằng Trung Quốc là một nhân tố hợp lý trong những căng thẳng gây tranh cãi và là một người bảo vệ có trách nhiệm đối với các quy tắc quốc tế. Còn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã dẫn lời Chen Long, cơ quan nghiên cứu độc lập ở Plenum cho rằng Trung Quốc lẽ ra đang đặt hy vọng xuống thang căng thẳng với một chính quyền mới ở Mỹ dưới sự lãnh đạo của Biden, ứng viên của Đảng Dân Chủ dẫn đầu trong cuộc thăm dò ý kiến ở Mỹ. Theo ông, bình luận của Ngoại trưởng Vương Nghị có thể là một thông điệp gửi đến Biden. Nó có thể không được coi là một cách tiếp cận rõ ràng với Mỹ vì Trung Quốc đang đặt ra kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo và tầm nhìn 2035. Nhiệm vụ chính của phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới, ông Chen đã nói. Người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh các lằn ranh đỏ rõ ràng với Bắc Kinh, khẳng định Mỹ phải từ bỏ ảo tưởng chỉnh sửa Trung Quốc theo ý mình. Nước này phải dừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và thôi phá hoại các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Và Trung Quốc không bao giờ có ý định can thiệp vào bầu cử cũng như các vấn đề đối nội khác của Mỹ. Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố như vậy. Ông nói Biển Đông là nhà chung của các nước trong khu vực và sẽ không trở thành đấu trường cho chính trị quốc tế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc hung hăng hơn giữa đại dịch. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de